Ca sĩ Quang Toàn qua đời ở tuổi 45 do đột quỵ. Ca sĩ Quang Thành nói Toàn sức khỏe yếu, nhiều bệnh nền, dù không rượu chè thuốc lá. Một năm trước gặp nhau, tôi nhận thấy Toàn tăng cân đột ngột nên nhắc nhở cậu ấy cần chú ý sức khỏe. Thời gian gần đây, cậu ấy yếu đi rõ rệt. Có khi hát một bài đã thở hồng hộc. Tháng 12 năm ngoái, Toàn còn ngất xỉu khi đi diễn. Quang Thành nói thêm, Toàn có thể không quá nổi tiếng nhưng cộng đồng nghệ sĩ hải ngoại đều biết. Anh nhiều xô, tính cách dễ thương, phóng khoáng. Sinh thời Quang Toàn thích tặng quà như quần áo, mỹ phẩm cho bạn bè. Anh là người yêu ca hát vô cùng, sức khỏe yếu vẫn cố hát và luôn mong muốn được lên sân khấu. Bên cạnh ca hát, Quang Toàn từng kinh doanh thời trang nhưng thất bại. Vừa rồi anh về quê ăn Tết rồi trở lại Mỹ, không ngờ bị đột quỵ. Doanh nhân Thu Hoài ngậm ngùi tiện anh. Chị và anh Quang Toàn chơi thân 20 năm. Ngày xưa chị được đàn anh dẫn lối vào showbiz. Quang Toàn sinh năm 1977, là ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại, từng là cái tên được yêu thích suốt thập niên 90 qua các ca khúc như Tạ Tình, Mối Tình Xưa, Giả Khúc. Ở tuổi 19, Quang Toàn bắt đầu sự nghiệp ca hát tại xứ sở cờ hoa và thành công trong suốt những năm 90 của thế kỷ trước. Trên khắp các sân khấu lớn nhỏ tại hải ngoại, bằng giọng hát ngọt ngào ấm áp, anh chinh phục được cả khán giả khó tính. Phát triển sự nghiệp tại Mỹ, những nỗi nhớ quê hương vẫn khiến Quang Toàn quyết định trở lại Việt Nam và thường xuyên đi lại nửa vòng trái đất để biểu diễn cho khán giả quê nhà. Tuy nhiên trong những năm gần đây, khán giả ít thấy Quang Toàn xuất hiện và chia sẻ về bản thân mình. Cứ nghĩ rằng do bận rộn với công việc của một ông chủ kinh doanh thời trang, nhưng vì lý do thật sự là Quang Toàn tự ti vì ngoại hình phát tướng đến không kiểm soát của mình, khiến anh không tự tin khi bước lên sân khấu gặp khán giả. Nhớ lại giai đoạn tăng cân chóng mặt ấy, Quang Toàn cho biết đó là cơn ác mộng thật sự. Tôi là người năng động, thích lao động nhưng không hiểu tại sao. Càng lao động càng lên cân, nam ca sĩ hải ngoại còn hài hước, chia sẻ thêm. Chắc do tần số lao động ít hơn tần số ăn. Câu chuyện giảm cân không chỉ là nỗi khổ của Quang Toàn mà còn rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Quang Toàn hài hước bật mí lý do lên cân của nhiều nghệ sĩ hiện nay vì theo tôi, ẩm thực là một nghệ thuật, mà đã là nghệ sĩ thì cái gì thuộc về nghệ thuật đều muốn khám phá. Quang Toàn lần đầu tiên tiết lộ về người phụ nữ đặc biệt giúp anh có động lực tích cực để việc giảm cân. Đó chính là mẹ của anh, Quang Toàn cho biết mẹ anh chính chê bai con trai. Quang Toàn cho biết mẹ anh ít chê bai con trai, điều gì trong cuộc sống. Quang Toàn cho biết mẹ anh ít chê bai con trai, điều gì trong cuộc sống và thường dùng lời lẽ